Còn hàng gì rồi anh em lấy thôi anh em. Hàng gì lấy không? Hàng gì được không? Bông mai cỡ này, cỡ hung cỡ này, tánh cỡ này, rồi cái đầu cỡ này. Đi 3 tiếng đồng hồ mới dính đường con. Hàng gì là tố chắc hay là không tố chắc anh em? Hả? Chiêu gì dữ.